liệu, đây là bộ dàn xoay trung thức rời đến từ thương hiệu Kenwood, model là Kenwood XE7. Dàn này gồm có 4 thức rời, amply kim tuner, tức là radio, AM, FM, CD, MD và cassette, tất cả các chức năng đều hoạt động ok. Lo theo dàn Kenwood XA7, bắc của lo là 14cm, chip đơm, chiều cao của lo là 32cm, chiều ngang cả bộ dàn là 58cm, dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 35m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Các bác có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm dàn hoặc là muốn gắn thêm Bluetooth phía trong Amply thì liên hệ, em sẽ nhờ thợ gắn Bluetooth cho mình. Amply đánh lát A, nghe nhạc vàng là hay xuất sắc. Amply này đánh mạch lát A, các bác muốn nghe lát A thì nên bật chế độ này và có thể chỉnh được Super Bass siêu trầm tăng 2 mức, chuyển ngõ để kết nối điện thoại, TV, máy tính hoặc là mình có thể dò được radio AM, FM trên thất này. 4 thất rời sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng DAV nên các bác có thể tách rời từng thất sử dụng riêng lẻ đều ok. CD nhận bài tốt, đọc bài nhanh. Đây là thất MD, đọc tốt đĩa và có chức năng giải mã DC24bit trực tiếp trên thất MD cần đĩa mồi. Em sẽ tặng cho các bác một đĩa MD để các bác vừa nghe nhạc vừa làm mồi luôn nha. Và cuối cùng đây là thất cassette, cassette hoạt động ok. Chất lượng âm thanh rất là hay, nhất là các bác nghe nhạc vàng, acoustic không lời, thiết kế bắt mắt với đan sen màu trắng phai nhôm và màu xám titan. Toàn bộ mặt Amply liệu bằng phai nhôm nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Phía trên nóc của lo có chữ Kenwood nhìn rất là đặc biệt. Trạm trên lo và trạm trên Amply đều là sắt bắp chuối. Công suất của lo là 30W một thùng, 60W trên cặp lo. Công suất Amply là 38W. Các thất rời sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng DAV nên các bác có thể tháo rời từng thất ra sử dụng riêng lẻ đều ok nha. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Cần xem hình ảnh chi tiết vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng các bác một cái remote học, tức là cái khiển học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Nếu các bác không có muốn lấy remote học mà muốn mua luôn remote zin thì liên hệ vào Zalo, nhân viên bên em sẽ báo giá remote zin để các bác mua kèm dàn nha. Còn hiện tại giá bán trên clip là giá bán khi chuyển đủ em sẽ tặng khiển học cho mình. Em vừa test nhạc qua chức năng đĩa MD, tiếp theo mình sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD. Trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời xanh. Người thì lao đao, còn người kia trong sáng giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đời từ mây bay đâu ai hay làm kiếp người. Nơi chốn du hành là địa ngục chân sơn, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lánh quanh chưa tin như con thuyền lạc giữa biển. Âm thanh rất là hay, bát chip đầy đủ, Amply đất mạch đất A, còn thêm chất đơm nữa thì các bác nghe nhạc vàng là xuất sắc khỏi chê nha. Và cuối cùng em sẽ test cassette cho các bác tham khảo. Oh,